Lại xin chào toàn thể các bác nhé. Ngày hôm nay thì đi theo mấy bác thợ ong để đi đánh ong rừng. Hôm nay là ngày nghỉ mùng 3 tháng 9 thì anh em tổ chức đi đánh về để tôi uống rượu, để nhậu. Đây là tổ vỏ vẽ đầu vụ. Ông anh trai đây đang mặc ở trên người là bộ quần áo vải bò nhé. Thì bác nào mà có nhu cầu về quần áo thì các bác cũng liên hệ cho bên em. Em để số điện thoại góc màn hình video này. Nó có bay được không anh? Trên người em đang không mặc bảo hộ rất ghê. Ý. Vẫn còn nhiều con sống. Thôi anh ơi, được rồi, anh đút vào đi cho nó chắc chắn. Tôi bắt ở gần nhà đâm ra là phải thui nhà. Em đang đứng ở gần sân luôn. Những con ong bay ra rất là nguy hiểm, kinh á. Một tổ đầu tiên anh em nhé. Bây giờ thì mấy anh em di chuyển đi đánh ở những cái tổ mà nó dễ quay hơn thì quay cho các bác xem. Quần áo thì an toàn rồi, đâm ra yên tâm. Giờ chỉ đi tìm ong thôi các bác nhé. Thì các bác, tổ này thì hơi nhỏ. Bé nhỉ. Tổ này có để đâu, không lớn đâu mà. Vâng, không có chú á, phải không anh? Ok, tổ thứ hai anh em. Đấy, bây giờ thì anh em di chuyển đi xuống thành phố đánh một tổ ong cho một bác gọi về đấy. Về đây thì hai anh em đang chuẩn bị bắt tổ chân vàng tiếp theo anh em. Đấy, quần áo. Tổ này thì phải dùng đến gút trèo cây. Đấy, gút trèo cây đây. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua gút trèo cây này thì liên hệ nhé. Sao gút của anh lại không có đinh? Có. Đâu, đinh đâu? À, ừ, đây đinh đây. Không có đinh. Sao mà giật vô cái cành xuống bác? Đây là cái ở trong chân này. Ồ, đây nó cũng mẩy phết đấy, tổ này nó thao tháo rất to. Quần áo bảo hộ để các bác tham khảo luôn. Anh ấy sử dụng gút trèo cây, để bác nào mà đi rừng mới mua không biết thì bác tham khảo. Gọi là trèo lên vun vút. Chú đi cắt rừng chú cũng làm bộ guốc này chú thử ạ. Trèo còn đang ấy đầy. Hả? Tắm hơn. Tắm hơn có bán không? Thế đâu có. Này chỉ có đội ong bọn cháu mới có thôi. Đâu, bọn điện có. Điện chèo khó lắm rồi, vướng. Khá chèo. Chèo ong là cứ hai đinh này mà phẹt thôi. Cái này chắc phải 20 mét. Thì bắt từ sáng giờ đã được 3 tổ rồi. Đội phát đang ra bên kia không biết có thấy. Thấy tổ kì nha. Có ong kìa các bác kìa. Đó. Cà trèo rất là nhanh. Một lúc đã lên tới lời rồi. Tổ chân vàng. Các bác mới bắt ong lưu ý tổ nào vỏ đỏ thì các bác bắt nha. Tổ nào vỏ đen là làm lại. To hơn đấy chú ạ. Quay xa xa chỉ dám ngồi đây thôi các bác. Thấy thì bắt, thế hôm nay cứ bắt ở đây thôi. Đây, vào khu này nhiều, để anh ấy cưa luôn cành. Đây, có bộ quần áo bảo hộ này thì đi đánh kinh tế hay là anh em bắt về ăn uống thì nó nhàn lắm. Không sợ đốt. Sợ nhỉ, ba cái trèo đeo mẹ trèo, kinh. Cành bé tí vẫn lên được, sợ nhỉ. Chú thực có ông nào dám trèo này chưa? Sợ. Ôi, bọc. Ôi, tổ được mấy chàng bé tí. Hay rơi rồi. Ok nha. Tí nữa anh ấy bắt xong thì quay cho các bác cùng xem. Bắt. Vừa mới bóc xong tổ này anh em. Đấy còn ngay ra đằng sau này thì ông anh vừa ra ngắm thì thấy bảo hai tổ to lắm. Ok nha anh em nha.